Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong một chuỗi dây chuyền sản xuất, khi mà phế phẩm được sử dụng như là một tài nguyên trở thành đầu vào của một dòng sản phẩm mới, thì sự tuần hoàn đã được khởi động, mang lại giá trị kinh tế cao và tiết kiệm được nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đó chính là nguyên tắc của một nền kinh tế tuần hoàn. Văn kiện Đại hội 13 về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 đã nêu rõ phải xây dựng nền kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường. Đây là mô hình kinh tế lần đầu tiên được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng, tạo ra một nền tảng hết sức quan trọng để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế đi theo chiều sâu và chất lượng. Trong những năm vừa qua, thì Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện pháp luật để có thể khuyến khích tăng cường trách nhiệm trong sản xuất cho doanh nghiệp nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn, hướng tới mục tiêu là phát triển bền vững. Luật bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, đưa Việt Nam trở thành nước tiên phong trong khu vực và là đại diện đang phát triển hiếm hoi trên toàn thế giới, đưa kinh tế tuần hoàn vào trong luật. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam đang chứng minh rằng Việt Nam sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu trở thành một nền kinh tế carbon thấp bằng cách luật hóa các chủ trương thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Luật bảo vệ môi trường 2020 vừa có hiệu lực đã đề cập đến rất nhiều vấn đề ở phạm vi rộng lớn. Đặc biệt, bộ luật đã có những quy định xuyên suốt về kinh tế tuần hoàn, về tái chế. Điều này cho thấy Việt Nam không phải theo sau xu hướng của thế giới mà gia nhập vào nhóm các quốc gia tiên phong, nỗ lực hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững. Phải ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, phát triển nhà máy điện sử dụng rác thải, chất thải để bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn là nội dung trong nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Năm 2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn được thành lập. Việt Nam đang xây dựng thành phố không rác thải. Đó là những bước đi cụ thể mà Việt Nam thực hiện trong suốt những năm qua nhằm đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế theo hướng bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị COP26 vào tháng 11 năm 2020. Việt Nam đang là quốc gia tiên phong trong ASEAN với nỗ lực để tiến tới nền kinh tế không carbon vào năm 2050. Chúng tôi tin vào hiệu quả của những nỗ lực này. Tương lai sẽ rất hứa hẹn vì Việt Nam có một chính phủ lãnh đạo tài tình và đà phát triển kinh tế xanh sẽ tạo thuận lợi cho chúng tôi ở Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một bước tiến lớn và cần thiết ở Việt Nam để phát triển kinh tế. Chúng ta cần xây dựng khung pháp lý và các chế tài đúng đắn để có thể khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, trong những năm gần đây thì việc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu hướng trên thế giới và Việt Nam thì cũng không phải là ngoại lệ. Khái niệm kinh tế tuần hoàn thì đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2019. Đây không phải là một mô hình đồng nhất cho cả nền kinh tế mà nó là nhiều mô hình khác nhau được xây dựng theo cùng một triết lý, đó là triết lý tái tạo và khôi phục. Để hiểu rõ hơn về việc Việt Nam đang làm gì để hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, trong chương trình Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Điều hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Ông Nguyễn Quang Vinh đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam. Xin cảm ơn ông Nguyễn Quang Vinh đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông Vinh, câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới ông. Theo ông thì kinh tế tuần hoàn có thể đem đến những giá trị như thế nào cho Việt Nam ạ? Không chỉ đem lại nhiều những cái lợi ích về mặt kinh tế tuần hoàn cũng đã sẽ tạo ra rất nhiều những cái mô hình kinh doanh mới và tạo ra rất nhiều những cái công ăn việc làm. Và cùng đi cùng với kinh tế tuần hoàn là hàng loạt những cái tư duy sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ để đưa vào cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Cho nên là sẽ bảo vệ được môi trường để chúng ta hướng tới một cái nền kinh tế xanh và bền vững. Theo cái thống kê của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của thế giới thì hàng năm ấy, cái cơ hội thị trường sẽ tạo ra khoảng 7,5 nghìn nghìn tỷ đô cho các doanh nghiệp và tạo ra hàng triệu, hàng chục triệu việc làm. Đó là những cái lợi ích rất là căn bản. Và một điều đặc biệt nữa, đó là kinh tế tuần hoàn nó giải quyết được cái mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa phát triển nhanh và bền vững. Theo ông thì những sửa đổi của luật môi trường sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay ạ? Luật sửa đổi môi trường đưa vào hiệu lực có tác động rất là tích cực
đối với cộng đồng doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp triển khai những công tác bảo vệ môi trường, rồi triển khai các cái công tác tuân thủ luật của mình rất dễ dàng hơn. Thay vì phải báo cáo rất nhiều các cơ quan liên quan khác nhau thì chỉ cần báo cáo một cơ quan về cái giấy phép môi trường. Và một cái điểm quan trọng nữa trong luật sửa đổi môi trường ấy, đó là đề cập đến cái trách nhiệm của nhà sản xuất, đặc biệt là những doanh nghiệp sử dụng nhiều những cái nguyên vật liệu để làm bao bì, đặc biệt là những cái chất nhựa, thì đều ý thức được cái trách nhiệm của mình. Và cái đó cũng đã giúp doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo hơn nữa để làm thế nào sản xuất nhiều hơn nhưng sử dụng ít hơn tài nguyên thiên nhiên. Đấy, thì và không chỉ sản xuất một lần. Ví dụ như là chất thải nhựa chẳng hạn, thì không nên gọi cái đó là chất thải trong kinh tế tuần hoàn, mà đó là nguyên vật liệu thứ cấp. Nguyên vật liệu thứ cấp của cái sản phẩm này và đồng thời là nguyên vật liệu thứ cấp để sản xuất ra những cái sản phẩm có giá trị khác. Thì tất cả những cái đó, cái sửa đổi trong bộ luật môi trường nó sẽ là một những cái nền tảng cho rất nhiều những cái mô hình kinh doanh về kinh tế tuần hoàn trong hiện tại và trong tương lai. Vâng ạ. Và cái việc mà chúng ta sửa đổi luật môi trường thì cũng có thể nói rằng đó là những cái nỗ lực để Việt Nam thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Vậy ông đánh giá như thế nào về những cái bước đi này của Việt Nam ạ? Đây là một cái bước đi căn cơ mang tính chất chiến lược và hết sức quan trọng để Việt Nam, để các doanh nghiệp Việt Nam, từng người dân Việt Nam có thể nhận thức hơn, ý thức hơn về cái việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng là một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp có thể đưa ra những cái sáng kiến mới, đưa ra những cái sáng tạo trong khoa học công nghệ, áp dụng khoa học công nghệ, đầu tư vào khoa học công nghệ để áp dụng vào cái mô hình kinh doanh của mình, hướng tới cái nền kinh tế xanh và bền vững, tạo ra những cái giá trị mới cho xã hội. Kinh tế tuần hoàn như chúng ta đã biết ấy, có thể áp dụng được trong tất cả các ngành trong nền kinh tế của chúng ta, từ nông nghiệp cho đến công nghiệp cho đến xây dựng, khai khoáng, rồi thực phẩm, hàng sản xuất tiêu dùng nhanh, rồi dược phẩm. Tất cả những cái thứ đó chỉ cần những cái tư duy sáng tạo. Và đặc biệt hơn nữa đó là cái nền kinh tế tuần hoàn này đang là một cái xu thế mà chúng ta không thể đứng ngoài được. Tôi có thể nói rằng là kinh tế tuần hoàn không chỉ là hiện tại mà là tương lai của nền kinh tế. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp, vai trò của các doanh nghiệp, rồi vai trò của chính phủ, rồi vai trò của từng người dân là hết sức quan trọng trong cái việc thúc đẩy cái mô hình kinh tế tuần hoàn này phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị khán giả, quyết tâm của Đảng, Chính phủ về xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cũng như là những nỗ lực để hoàn thiện khung pháp lý và các cơ chế trong lĩnh vực này thì đã tạo được niềm tin, thúc đẩy các doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ. Và quá trình chuyển đổi đó thì không chỉ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tạo ra cả những giá trị bền vững cho tương lai. Ở trang trại này, 8.000 con bò và 500 hecta đồng cỏ, ngô và yến mạch canh tác hữu cơ là sự kết hợp hoàn hảo của kinh tế tuần hoàn. Quy trình chăn nuôi từ lúc làm đất, trồng cỏ, chăm sóc bò cho đến giai đoạn cuối cùng là xử lý chất thải đều được thực hiện để tạo vòng tuần hoàn xanh từ các trang trại bò sữa. Người trồng ngô thì cung cấp cây ngô rồi là cái sản lượng ngô cho trang trại, và đồng thời như vậy là lại tuần hoàn trở lại, là chúng tôi sử dụng như vậy là cái nguồn phân hữu cơ từ trang trại để như vậy để chăm sóc cho các cái cánh đồng ngô như thế này. Nếu như sử dụng cái phân vô cơ, phân hóa học thì mỗi một hectare, mỗi một năm đầu tư hết khoảng độ 40 triệu. Nhưng mà hiện nay như vậy là toàn bộ những cái diện tích mà chuyển đổi trồng ngô như thế này nó đã giảm được rất nhiều cái chi phí về cái phân hóa học. Thế đồng thời như vậy là nó cũng góp phần như vậy là làm bồi bổ cho đất ngày càng màu mỡ. Khi sự tuần hoàn được khởi động trong ngành công nghiệp, đồng nghĩa với việc mọi rác thải công nghiệp đều có thể được tái chế. Mỗi năm, 20.000 tấn rác thải của ngành giấy gồm xỉ, tro bụi và nhựa sẽ được nhà máy xi măng này sử dụng làm nguyên liệu đầu vào. Nhờ đó mà nhà máy đã có thể thay thế hơn 70% lượng than tiêu thụ bằng các loại rác nhựa.
Chúng tôi bắt đầu thử nghiệm từ năm 2005 với quy mô rất nhỏ. Hiện nay, INC đang sử dụng khoảng 25% rác thải nhựa làm nguyên liệu cho lò đốt sản xuất clinker. Mục tiêu tương lai là 100.000 tấn một năm. Đây thực sự là một bài toán khó, nhưng tất nhiên chúng tôi cần cam kết với con số đó vì những lợi ích kinh tế về lâu dài. Lợi ích kinh tế bền vững, cải thiện môi trường Việt Nam chính là mục tiêu chung để kéo 9 doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và bao bì này từ đối thủ cạnh tranh đứng về cùng một phía. Liên minh tái chế bao bì Pro Việt Nam thành lập năm 2019, đặt mục tiêu đến năm 2030, tất cả bao bì đóng gói của các thành viên đưa ra tiêu thụ trên thị trường sẽ được thu gom và tái chế. Chúng tôi có thể cạnh tranh trên thương trường, nhưng chúng tôi có một mục tiêu chung là giúp Việt Nam trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Chúng tôi thấy rằng cá nhân riêng lẻ sẽ không thể nào tạo nên sức ảnh hưởng lớn bằng việc hợp tác với nhau vì mục tiêu chung. Liên minh này sẽ hỗ trợ nâng cao ý thức của người dân, cải thiện hệ sinh thái thu gom và tái chế bao bì, xây dựng các nhà máy sản xuất bao bì, từ đó đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu không tham gia vào kinh tế tuần hoàn, thì các doanh nghiệp không thể nào phát huy được năng lực và lợi thế cạnh tranh của mình, đặc biệt là tại các thị trường khó tính trên thế giới. Chúng ta vừa theo dõi phóng sự và chúng ta đang được xem hai trong số rất là nhiều mô hình hướng tới nền kinh tế tuần hoàn hiện đang được các doanh nghiệp triển khai. Và có thể thấy rằng là như ông cũng đã đưa ra nhận định thì kinh tế tuần hoàn nó là xu hướng tất yếu rồi. Và điều này thì không thể phủ nhận. Vậy thì cái điều gì để dẫn đến cái xu hướng này ạ? Tôi lấy ví dụ, nếu các doanh nghiệp cứ sử dụng một cách tối đa các cái tài nguyên thiên nhiên như cái tốc độ ở hiện nay thì có lẽ chúng ta phải cần khoảng gấp 3, gấp 4 lần cái trái đất này mới đáp ứng được cái nhu cầu về nguyên vật liệu, về tài nguyên thiên nhiên. Thì tại sao các doanh nghiệp lại không nghĩ ra một cách thông minh hơn để tạo ra những giá trị mới thông qua những sản phẩm của mình và từ đó thì lan tỏa ra, tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội và đồng thời đóng góp vào bảo vệ môi trường? Thì đấy là cái xu thế tất yếu. Khi mà xã hội phát triển, khi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị đe dọa thì kinh tế tuần hoàn chính là giải pháp. Và những cái mô hình kinh doanh, kinh tế tuần hoàn đưa ra những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường, đáp ứng được mong mỏi của kỳ vọng của người tiêu dùng và của xã hội thì đấy là tất yếu. Vâng, và chúng ta cũng thấy rằng là thực tế là ví dụ như hiện nay khi mà Việt Nam đang tham gia rất nhiều những cái hiệp định thương mại tự do và Việt Nam, hàng hóa của Việt Nam thì xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới, thì ví dụ những cái nước mà có trình độ phát triển cao như ở châu Âu chẳng hạn thì họ đòi hỏi những cái sản phẩm không những chất lượng tốt này mà vừa phải đảm bảo những cái yếu tố về môi trường nữa. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà các doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý để chúng ta có thể chuyển đổi cái mô hình sản xuất của mình. Chính xác luôn, hơn, đúng không? Bởi vì hiện tại chúng ta đang nền kinh tế của chúng ta là một nền kinh tế mở, xuất khẩu rất là nhiều, doanh thu xuất khẩu rất là lớn và gia tăng hàng năm. Thế và chúng ta đang triển khai khoảng 15-16 cái hiệp định thương mại tự do, cả song phương và đa phương. Thì trong những cái hiệp định thương mại tự do này thì đều có những cái chương riêng biệt về thương mại hoặc là về đầu tư và phát triển bền vững. Thì đáp ứng được những cái này thì không chỉ là một cái bàn đạp giúp cái doanh nghiệp Việt Nam không chỉ củng cố được cái ở cái thị trường nội địa mà có thể xuất khẩu ngày càng nhiều hơn nữa ra các cái thị trường ở trên toàn cầu. Vâng ạ. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện ở trong nước. Các doanh nghiệp thì đều muốn hướng tới việc phát triển kinh tế tuần hoàn rồi. Thế nhưng mà trong cái quá trình đó thì chắc chắn rằng họ cũng gặp không ít khó khăn. Vậy đó sẽ là những khó khăn như thế nào thưa ông? Thứ nhất là cái khó khăn về mặt pháp lý, về hành lang pháp lý. Có thể nói là cái luật môi trường sửa đổi đã tạo cái nền tảng để cho kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, những cái mô hình kinh tế phát triển bền vững phát triển. Tuy nhiên đó là chưa đủ. Trong tương lai ấy, thì chúng ta cũng nên chia sẻ, học tập những cái kinh nghiệm của những nước đi trước để chúng ta có thể đúc kết ra bài học cho mình làm thế nào để có một cái môi trường pháp lý thuận lợi nhất để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp thỏa sức sáng tạo và áp dụng triển khai kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cái cơ cấu của cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta là hơn 98% là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí những doanh nghiệp siêu nhỏ. Thì những doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc siêu nhỏ sẽ áp dụng, sẽ triển khai, sẽ sáng tạo cái mô hình kinh tế của tuần hoàn của mình như thế nào đây trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thì cái đó là cái trăn trở. Vậy thì để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những cái khó khăn như vậy thì
trong thời gian tới, nhà nước cũng như là VCCI sẽ có những cái giải pháp như thế nào để giúp cho các doanh nghiệp có thể chuyển đổi và phát triển bền vững ạ? Về lâu dài hơn nữa thì chúng ta cần phải có luật một cách đầy đủ để các doanh nghiệp có thể có cái điều kiện thuận lợi nhất để triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn. Và chúng ta cũng cần phải để ý tạo ra nhiều những cái điều kiện thuận lợi hơn nữa về tài chính xanh, tài chính tuần hoàn cho các doanh nghiệp. Thì cái đấy có sự tham gia của các định chế tài chính và của các ngân hàng. Rồi bên cạnh đó những cái bên cạnh cái tiếp cận vốn, rồi tiếp cận đất đai, rồi cũng cần có những cái ưu đãi về thị trường nữa. Với vai trò là cái tổ chức đại diện cho những lợi ích hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi đã tiên phong trong cái việc thứ nhất là nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi thành phần kinh tế về lợi ích và về cái cách thức triển khai nền kinh tế tuần hoàn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng triển khai hàng loạt những cái khóa tập huấn nâng cao năng lực. Chúng tôi mời những cái chuyên gia hàng đầu của thế giới, rồi mời những cái doanh nghiệp thành công trong cái việc ứng dụng, áp dụng kinh tế tuần hoàn đến chia sẻ với các cái doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp. Từ những cái mô hình kinh doanh thành công về kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp này thì các doanh nghiệp khác trong các ngành khác có thể ứng dụng, có thể áp dụng. Và trước tiên là ứng dụng cái tư duy kinh doanh đấy, thì cái để làm nhằm lan tỏa các cái mô hình kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng doanh nghiệp. Đi cùng với nó thì đó là cần phải có những cái cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn về mặt chính sách như tôi đã nêu, rồi về mặt tín dụng, để làm thế nào để các doanh nghiệp có một cái môi trường thuận lợi nhất để triển khai các cái mô hình kinh doanh về theo cái hướng là kinh tế tuần hoàn. Thưa quý vị, mặc dù trong ngắn hạn thì những thay đổi về chính sách pháp luật có thể khiến cho các doanh nghiệp tốn nhiều chi phí và thời gian hơn để tái hoạch định lại được chiến lược phát triển của mình. Tuy nhiên, về lâu dài thì hành lang pháp lý vững chắc sẽ giúp cho Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế và tạo ra được nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Tập đoàn Lego quyết định đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ xây dựng nhà máy đạt trung tính carbon và chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam. Vì ngoài những lợi thế về nhân công, thị trường, thì mục tiêu hướng tới năng lượng sạch, phát triển bền vững của chính phủ Việt Nam là điểm tựa để Lego chọn rót vốn vào Bình Dương. Một phần của thỏa thuận là cần đảm bảo rằng Việt Nam có thể có được năng lượng xanh. Trong trường hợp này là năng lượng mặt trời. Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với những gì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố tại COP26. Đó chính xác là những điều đúng đắn cần làm. Cuối năm 2021, Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC và Chính phủ Nhật Bản đã cam kết đầu tư 30 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tại tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2024 và mỗi ngày sẽ đốt 500 tấn chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp, sau đó chuyển hóa thành điện năng cung cấp cho địa phương. Nhà máy này có sự hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, sẽ tiến hành đốt các chất thải mà vốn trước đây hay được chôn lấp theo quy trình xanh sạch để tạo ra năng lượng và phát điện. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024. Trong vòng 10 đến 15 năm tới, nhà máy sẽ đốt rác thải và góp phần giảm tới 600.000 tấn khí thải CO2. Sự hiện diện của các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam không chỉ đóng góp nguồn vốn đầu tư lớn, mà quan trọng hơn đó là hiệu ứng lan tỏa về công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại đến các doanh nghiệp Việt Nam. Với những định hướng về phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam, đầu tiên, tôi cho rằng các công ty châu Âu sẽ chuyển mình để xây dựng nhà máy sản xuất không carbon. Thứ hai, chúng ta sẽ thấy rất nhiều công ty châu Âu đầu tư vào đây với mô hình kinh tế xanh rất hiệu quả nhờ vào kinh nghiệm của họ ở châu Âu. Theo nhận định của các chuyên gia, môi trường pháp lý của Việt Nam đang tạo ra cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường nhiều thuận lợi, với các chính sách miễn giảm đáng kể thuế nhập khẩu và phí sử dụng đất. Tuy nhiên, các cơ chế ưu đãi, khuyến khích, cạnh tranh
cần tiếp tục hoàn thiện và thuận lợi để các doanh nghiệp FDI dễ dàng tiếp cận hơn trong tương lai. Thưa ông, là việc chúng ta định hướng phát triển kinh tế bền vững và chúng ta có những chính sách pháp luật hiệu quả thì góp phần như thế nào vào việc thu hút nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài ạ? Đây cũng là một cái điểm hết sức tiến bộ của Việt Nam trong việc thu hút các đầu tư các cái doanh nghiệp về đầu tư nước ngoài, bởi vì tăng trưởng xanh và bền vững sẽ là cái then chốt để các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, có thể nhìn vào đó để có thể thấy rằng chúng ta bên cạnh những cái việc là tạo ra một cái môi trường về mặt pháp lý thuận lợi, thì các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng có thể vào kinh doanh có lãi và kinh doanh theo đúng xu hướng, theo rất là nhân văn, đó là kinh doanh và vì cái sự phát triển của con người. Vâng. Kinh doanh sự phát triển vì cái sự tiến bộ của xã hội và đồng thời kinh doanh cũng bảo vệ môi trường. Thì tại sao các doanh nghiệp nước ngoài lại không vào kinh doanh tại Việt Nam? Việt Nam có rất nhiều những cái mà trong lĩnh vực nào cũng có thể áp dụng được kinh tế tuần hoàn và cũng có thể thu hút được những cái đầu tư nước ngoài, miễn là chúng ta có một cái môi trường kinh doanh, có một cái hành lang pháp lý thuận lợi, và đặc biệt là cơ hội thì luôn sẵn có rồi. Cho nên là sẽ thu hút được rất nhiều những cái đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, cùng với cái sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam. Dạ vâng. Và khi các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì cái sự lan tỏa về công nghệ này, rồi về tư duy sản xuất kinh doanh thì chắc chắn là cũng sẽ đến được với các doanh nghiệp trong nước, đúng không ạ? Và các doanh nghiệp thì sẽ có thể tiếp cận cũng như là có thể hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài như thế nào trong lĩnh vực này ạ? Thực ra thì một cái mô hình kinh tế tuần hoàn ở một doanh nghiệp là chưa đủ, mà cái mô hình kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu, cái đó là hết sức quan trọng. Cho nên là cái sự lan tỏa, cái tầm ảnh hưởng và cái tính nhân rộng của các cái mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành này được áp dụng vào ngành kia, nó sẽ là nhân tố mà thúc đẩy ngày càng nhiều hơn nữa những cái mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, không chỉ trong một ngành hay là một số ngành mà có thể trong toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Vâng, thưa ông, là chúng ta sẽ có những cái giải pháp như thế nào để có thể thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới ạ? Thứ nhất là về chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam cũng đã được chính phủ ban hành, đi cùng với nó là cái chiến lược phát triển bền vững thực hiện chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc, và gần đây nhất là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ban hành cái quyết định 167 về cái chương trình phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân, ở đó cũng nêu rất là cụ thể. Và ví dụ như là trong cái chiến lược tăng trưởng xanh chẳng hạn, thì nêu rõ ra là cái việc là xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững cũng hết sức quan trọng. Thì đây là những cái chiến lược hết sức quan trọng cùng với chiến lược về phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ là các doanh nghiệp mà tham gia vào như vậy, từ giờ cho đến năm 2030, chúng ta cố gắng là có được khoảng 10.000 các doanh nghiệp áp dụng những cái mô hình kinh doanh bền vững, thì trong đó chắc chắn là cũng sẽ rất nhiều các cái doanh nghiệp áp dụng cái mô hình kinh tế tuần hoàn, thì những cái doanh nghiệp sẽ nhận được rất nhiều những cái lợi ích từ việc tiếp cận vốn, rồi là thị trường, rồi là khoa học công nghệ để triển khai những cái mô hình kinh doanh bền vững. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi những nhận định đánh giá của truyền thông quốc tế về phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Trang Việt Nam Briefing chuyên về tư vấn đầu tư ở châu Á, trong một bài viết về luật bảo vệ môi trường sửa đổi của Việt Nam, đánh giá rằng Việt Nam đang chuyển từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Các sửa đổi của Việt Nam đối với luật bảo vệ môi trường nhằm tăng cường trách nhiệm của các nhà sản xuất và nhập khẩu đối với môi trường thông qua quá trình tái chế sản phẩm. Tờ Nikkei Asia nhận định Việt Nam đang tiến vào guồng quay của nền kinh tế tuần hoàn. Luật mới của Việt Nam cho các công ty lớn hai sự lựa chọn, hoặc là tái chế sản phẩm của mình, hoặc là trả tiền cho quỹ môi trường. Trang tin tức Sohu của Trung Quốc đăng tải bài viết với tiêu đề Việt Nam hoàn thiện cơ chế đấu thầu phát triển bền vững thị trường điện năng lượng tái tạo.
Bài viết nhận định cơ chế khuyến khích gần đây của chính phủ Việt Nam đã tạo động lực thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư từ doanh nghiệp trong và ngoài nước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển năng lượng tái tạo và cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió đã mở ra các xu hướng mới trong đầu tư phát triển nguồn điện ở Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh là tiêu đề bài viết đăng tải trên trang tin tức bằng tiếng Trung Quốc của Myanmar. Bài viết nhận định đây là một giải pháp hiệu quả để xây dựng nền kinh tế không có carbon, đặt con người lên hàng đầu, giúp giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của con người trước biến đổi khí hậu. Trang The Leader, cơ quan báo chí của Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam thì cho rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ là động lực chính trong việc chuyển đổi nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững hơn. Doanh nghiệp có thể đóng góp vào mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam thông qua chuyển đổi công nghệ để giảm dần lượng nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Các doanh nghiệp cũng có thể xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu đầu vào để giảm phát thải nhà kính một cách hiệu quả. Thưa quý vị, Việt Nam hiện đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong tương lai thì các yêu cầu về bảo vệ môi trường sẽ ngày càng khắt khe hơn. Người tiêu dùng trong nước và quốc tế thì cũng sẽ khó tính hơn với các sản phẩm dịch vụ không thân thiện với môi trường. Định hướng phát triển của Việt Nam đã rất rõ ràng, đó là phát triển theo hướng bền vững. Hành lang pháp lý thì cũng đã có. Và việc quan trọng nhất lúc này là sự thay đổi nhận thức của cả cộng đồng để Việt Nam có thể hiện thực hóa được mục tiêu phát triển bền vững. Và một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Quang Vinh đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.